Trả các bản tin xe phòng cách 24 giờ. Winner 90 đã đẹp nay còn được nâng cấp với khối đồ chơi lớn. Winner 90 là dòng xe con tay hộp số sơ cấp được sản xuất của Honda Việt Nam với mong muốn đưa ra thị trường thể thao khác lạ hơn, đem lại làn gió mới cho dân chơi xe ở nước ta. Tuy đã được nghiên cứu rất nhiều lần để tung ra thị trường, nhưng hầu như các baker đều không bao giờ ưng ý cái sản phẩm chính của hãng, nên ít nhiều anh em đã thay đổi chiếc xế của mình theo sở thích riêng. Nhìn cây trợ lực Matrix, anh em có thấy được cái độ chịu chơi của chủ xe Winner. Dàn tem độ nhẹ nhàng với phong cách đèn và các họa tiết vàng trang trí. Taycan và tạo thắng Rainbow Billet Rossi, phát tăng sơn CC. Phục Colin bình dầu, cặp heo CNC với heo trước là 4 bit, heo sau 2 bit đối xứng. Bình dầu em, ống xả Samco vân vân. Winner 90, bản độ nhẹ nhàng tạo sức hút của dân chơi đồng tháp. Winner 90 là dòng xe con tay được sản xuất của Honda. Từ lúc ra mắt đến nay, Winner 90 để lại ấn tượng rất mạnh mẽ cho cộng đồng chơi xe cũng như những đối thủ ở cùng phân khúc của mình. Sổ dốc dáng hầm hố, động cơ 150cc một chọi, đầy bền bỉ, Winner 90 đã tạo rất nhiều nguồn cảm hứng cho các tay độ để ra đời những sản phẩm độ nhẹ nhàng đầy hầm hố. Tương tự như vậy, chiếc Winner 90 dưới đây cũng đã cho mình bản độ nhẹ nhàng với cái nọng súng đầy quy lực. Khóa trên bộ cánh nguyên thủy đầy đôi bậc của nhà sản xuất với hai màu trắng xanh. Yên xe được gọt lại với kiểu dáng là hai tầng tạo sự góc cạnh là cực đẹp. Phòng giữa CV tích hợp thêm ổ khóa chứa đồ đầy tiện ích. Phần đầu là khá nổi bật với cái sắc vàng bởi những món đồ chơi như kính của Rizoma, đồng hồ mini CNC cực đẹp cùng với gù xéo Rizoma tạo sự góc cạnh ở phía tay lái. Mặt nạ đi theo phong trào với led mắt cú tích hợp với led trợ sáng L4 thay thế cho đời machine. Bánh lái trước nổi bật với cái màu trắng sữa. Để kiển thu ánh nhìn bởi con ốc vàng. Cản sao CB giúp việc cột đồ trong những chuyến đi vượt trở nên dễ dàng hơn. Về phần thẩm mỹ thì ống xả nguyên thủy là khá thù. Do đó, lý do chủ nhân đã lên cho em nó cái nòng súng của Raider 150 đầy thon gọn chịu quy lực. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, share, subscribe.